Hôm nay thì kênh YouTube Giang Huy 93 hướng dẫn cho anh chị cái cách mua một cái chiếc điện thoại, làm sao cho anh chị xài được ưng ý và có cái cảm giác đỡ nhàm chán hơn với những cái con máy rẻ tiền và tầm trung. Thì đầu tiên thì em cũng xin nhắc với anh chị là lựa máy thì anh chị phải nên tìm hiểu những cái công nghệ cũng như là những cái tính năng mà được trang bị trên chiếc điện thoại của mình. Tránh cái tình trạng là cứ xách tiền đi mua rồi nghe những cái nhân viên tư vấn bán hàng và dụ anh chị mua hàng xong để được lấy tiền hoa hồng từ những cái chiếc điện thoại bán ra mà không tư vấn kỹ về anh chị, chẳng hạn như là độ phân giải màn hình, rồi camera, rồi tốc độ sạc pin, chế độ bảo hành, rồi linh kiện sửa chữa vân vân. Thì vừa rồi đó là em có nhận một cái con Samsung A32 5G. Đây là một cái con Samsung được bán với cái giá đâu đó 5-6 triệu đồng. Nhưng nó mang trên mình một cái chất lượng là em nói thật với anh chị là vô cùng thất vọng. Đấy, và bây giờ em sẽ mở cho anh chị xem một cái con Samsung A32 5G. Đây là cái con Samsung mà nếu mà anh chị nào mà lỡ mua rồi thì đây là một cái điều mà vô cùng buồn đối với những cái vị khách mà đã lỡ mua cái con Samsung A32 5G này. Đầu tiên em sẽ mở cái thông số kỹ thuật của cái chiếc Samsung A32 5G này lên cho anh chị xem. Đây là cái chiếc Samsung A32 5G. Thì trên hình á thì anh chị có thể thấy là cái vẻ bề ngoài của nó y chang con Samsung A32. Đấy, anh chị xem, chả khác gì một cái nào con Samsung A32 cả. Nhưng cái điều thật đáng tiếc trên cái con này là nó sử dụng cái màn hình. Đây, cái màn hình IPS LCD. Đây là một cái màn hình IPS LCD trên cái con Samsung A32 5G. Đây là một cái điều vô cùng thất vọng trên cái con này. Bởi vì sao? Cái con này nó sử dụng màn hình IPS LCD và độ phân giải màn hình của nó chỉ dừng lại ở cái điểm ảnh là Full HD, không được Full HD cộng. Và anh chị lưu ý cái độ phân giải màn hình của cái con mà Samsung á, mà Full HD á, kể cả con Oppo hay là con gì đi chăng nữa, thì riêng cái màn hình mà độ phân giải Full HD là một cái màn hình cái chất lượng điểm ảnh nó rất là kém và nó không thật sự sáng trên cái thiết bị di động của mình. Và thêm vào đó là những cái màn hình mà sử dụng cái điểm ảnh mà Full HD khi ra trời nắng là anh chị nhìn rất là mờ. Đây là một điều là anh chị nên lưu ý. Và thêm vào đó đó, cái con Samsung A32 5G này thiết kế mặt lưng rất là đẹp. Đây, anh chị nhìn xem, thiết kế mặt lưng vô cùng đẹp. Nhưng cái màn hình đằng trước, đây nè, anh chị nhìn trong hình như thế này thôi, nhưng ở bên ngoài anh chị nhìn nó rất dày và thô. Thì anh chị cứ tưởng tượng đi, cái con này là con Samsung A32 5G nhưng nó to y như con Samsung A72 luôn. Anh chị lưu ý nghe em nói kỹ là cái kích thước của cái con này nó to y như con Samsung A72. Nhưng một điều đáng buồn cười là cái cạnh viền này nè, nó rất là dày. Đây là so với cái hình ảnh thực tế thôi. Còn cái con kia khi mà công ty đưa về em khui ra, em thấy nó xấu quá, em trả lại rồi. Và em không kịp làm video cho anh chị xem. Thì hôm nay em rảnh trong cái khoảng thời gian tối này thì em làm video cho anh chị xem và em tư vấn với anh chị á, là không nên mua con Samsung A32 5G này. Bởi vì sao? Thứ nhất, độ phân giải màn hình quá thấp. Cái thứ hai là nó thiết kế rất là thô ở mặt trước, mặt sau rất là đẹp. Nhưng mặt trước rất là thô và nó cho cái mặt độ điểm ảnh trên cái màn hình này rất là thấp. Và nếu mà anh chị nào mà muốn mua một cái con Samsung A32 thì anh chị đừng có quan tâm quá ở cái vấn đề 5G này. Bởi vì 5G hay không 5G thì trên thiết bị di động hiện tại ở Việt Nam là sử dụng rất là ok rồi, không cần thiết là phải 5G. Kèm với đó, thứ nhất là 5G chưa có thương mại hóa ở Việt Nam. Cái thứ hai là một con thiết bị di động bình thường cũng không cần thiết phải sử dụng 5G làm gì. Đấy là một cái chia sẻ thật tình. Và thêm vào đó là cái con này nó rất là to, màn hình nó, cái cạnh viền nó rất là dày, độ phân giải màn hình rất là thấp. Thêm vào đó là cái giá của nó cũng không có hề rẻ.
thì tham khảo ở một số nơi thì em sẽ cho anh chị xem là cái con A32 5G. Và ví dụ em vào FPT thử xem. Đấy. A32 5G này. Nhìn các anh chị nhìn rất là bóng bẩy đúng không? Nhưng mà thật ra rất là chán. Xem các thông tin liên quan hiện tại là FPT không kinh doanh luôn. Đấy, FPT không hề kinh doanh cái sản phẩm này luôn. Rồi thì em xem coi cái giá của nó thì hiện tại thì cũng khoảng khoảng đâu đó 6 triệu mấy. Nếu như anh chị bỏ cái 6 triệu mấy ra để mua cái con A32 5G này thì anh chị cũng có thể lựa chọn là con Samsung A32 thôi. Đây, đây là một cái con Samsung mà anh chị đáng mua với cái giá tiền như thế này. Và anh chị cũng lưu ý là cái con Samsung A32 5G nó ra mắt nó còn rẻ hơn cả cái con Samsung A32 thường, nghĩa là A32 4G. Bởi vì sao? Con Samsung A32 này nó được trang bị một cái màn hình là AMOLED, anh chị thấy không? Đấy, AMOLED 6.4 inch và màn hình của nó đạt cái chất lượng điểm ảnh là Full HD cộng. Và cái màn hình này mặc dù không quá ấn tượng như trên những cái con Samsung A71 hay là M51 hay là A70, nhưng bù lại là cái màn hình nó rất là ấn tượng với cái giá này. Đấy, rất là ấn tượng. Super AMOLED nhưng được Full HD cộng. Và anh chị mua điện thoại, anh chị lưu ý những cái con mà màn hình nó không được Full HD cộng là những cái con đấy, là những cái con màn hình độ phân giải nó rất là kém và không nên mua. Thì tùy theo giá tiền mà anh chị lựa chọn. Nếu mà anh chị mua con mới mà tầm 3 triệu mấy mà anh chị đòi Full HD cộng thì cũng khó cho nhà sản xuất. Nên là tùy theo lựa chọn của anh chị, và nên chọn một cái con máy thật là hợp lý. Khi mà đi mua máy thì nên lưu ý những cái điểm này. Cái thứ hai là cái con chip. Những cái con chip mà bèo bèo bây giờ nó cũng chạy là tầm G80, G90 trở lên với cái giá tiền mà hơn 6 triệu đồng mà anh chị mua mới. Thì anh chị nên lựa chọn những cái con như thế này. Và những cái con mà hiện tại mà bán ngoài thị trường với những cái con chip như 665 thì nó hơi cũ kỹ. Đấy, thà là anh chị mua máy cũ, chứ còn với cái giá là 3-4 triệu đồng là chip 665. Còn nếu như mà anh chị mua một con máy mà 6-7 triệu đồng trở lên, máy mới mà nó vẫn sử dụng một con chip 665 thì thật sự là rất là đáng tiếc. Đấy, và bây giờ là em ví dụ như em cho anh chị xem là con Samsung A70, con Oppo A74 đi. Thử xem con này. Đây, con này sử dụng con chip 662. Đấy, không được 665 nữa. Con chip 662 đời sau này thì nó cũng như con chip 665 thôi, nó cũng chả có gắn tượng là bao nhiêu. Nhưng anh chị xem con này được bán với cái giá hiện tại là 6 triệu 9. Đấy, cái giá của nó nè, quá mắc so với một con chip như thế này. Và cũng đạt là màn hình AMOLED Full HD cộng luôn. Thì con này cái phân khúc của nó là cạnh tranh với con Samsung A32. Thì với cái giá tiền này thì anh chị lựa chọn con nào thì tùy. Nhưng con chip Snap này nè, đây là bên Oppo thì nó xài con chip của Mỹ Snap. Còn bên Samsung thì nó sử dụng cái con chip MediaTek của Trung Quốc. Đấy, để cắt giảm chi phí. Thì riêng cái con A32 này á thì sử dụng cũng được chứ nó không thật sự ấn tượng. Và để so sánh về hiệu năng á, thì so sánh với con Samsung A51 thì vẫn còn thua. Thua cả con Samsung A51, trong khi con A51 cũ đẹp ken bây giờ giá của nó hiện tại chỉ có 4 triệu mấy thôi. Và em hiện tại là em bán cháy hàng cái con Samsung A51 đó ở cửa hàng. Và các khán giả xem rất là yêu mến cái con đấy. Thứ nhất là thiết kế rất là đẹp. Cái thứ hai là màn hình vô cùng nét luôn. Cái thứ ba là xài con chip Exynos của Samsung rất là mượt mà với cái giá đấy. Mặc dù viên pin có 4.000 nhưng mà xài rất là lâu hết pin và rất là trâu. Em có một con Samsung A51 ở nhà, em thường bắt YouTube em nghe và em hát cả ngày gần như hết không hết pin. Và em bắt với cái chế độ tối màn hình là cho hát qua cái loa Bluetooth hát cả ngày không hết pin. Đấy. Thêm một cái nữa, và anh chị lưu ý là anh chị đi mua máy thì anh chị nên lựa chọn một con chip cho nó hợp lý một xíu để anh chị sử dụng được lâu dài. Thì nếu như với cái giá tiền này mà để anh chị lựa chọn một con Samsung á, thì em khuyên anh chị
nên bỏ qua con Samsung A32 5G mà anh chị nên mua có con Samsung A32 đấy. Và cái thứ tiếp theo đó là anh chị mua thì anh chị có thể là thích pin bền thì anh chị lựa những cái con máy mà pin 5.000 đấy, 4.500 5.000 trở lên thì pin thì ở đây nó sẽ có cho một cái thông số luôn. Kèm với đó là anh chị nên lưu ý cái vấn đề tốc độ sạc nhanh của nó. Thì những cái con mà nó hỗ trợ chuẩn 15-18W là đa số là cái chuẩn sạc đấy, là em đã thấy nó chuẩn rồi. Còn những cái con mà hỗ trợ sạc như là 25W hay là 45W này kia trên điện thoại Samsung thì em thấy thật sự tốc độ sạc của nó không thật sự ấn tượng cho máy so với cái con 15W. Nên là anh chị cũng đừng có quan tâm quá cái vấn đề 20W hay 15W. Nó chênh lệch nha, chỉ có vài phút, đây là một điều không đáng kể. Đây, viên pin của nó 5.000 đấy, thì nếu như mà anh chị đổi lại cái viên pin 5.000 thì anh chị thấy sẽ thấy cái máy là nó dày hơn một xíu. Còn viên pin 4.000, 4.500 thì nó mỏng hơn, nó hài hòa. Và cái máy nó cảm giác là nó mượt mà, nó mịn màng hoặc là nó đẹp hơn một xíu. Đấy, nên anh chị có thể lưu ý điều này. Cái tiếp theo là liên quan tới cái tần số quét. Thì anh chị cũng nên lưu ý là cái tần số quét thật sự ra nó không có thật sự ấn tượng trên cái màn hình LCD, mà cái tần số quét cao nó chỉ thật sự ấn tượng trên cái màn hình AMOLED thôi. Đấy, anh chị lưu ý nha. Hiện tại thì cái con Samsung A32 này nó được trang bị tần số quét lên đến 90Hz luôn. Đấy, và em phân tích sơ về cái tần số quét cho anh chị nghe sơ, đó là cái tần số quét thì nói nôm na đó chỉ là một cái mật độ làm tươi của cái màn hình. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái tốc độ mà anh chị bấm vào trong cái máy là nó phản xạ lại, nghĩa là nó phản xạ, anh chị bấm vào anh chị cảm giác là nó nhạy hơn. Đấy, nó nhạy hơn so với những cái con mà nó có tần số quét thấp. Nhưng anh chị lưu ý ở cái điểm này nè, thì tất cả các hãng luôn hiện tại là đang là đánh lừa người tiêu dùng ở cái điểm là người ta nâng cái tần số quét màn hình lên, nhưng ngược lại là người ta không nâng cái con chip trên cái máy này lên. Bởi vì sao? Cái con chip là cái con mắc tiền nhất và nó xử lý mượt mà những cái thao tác cũng giống như là những cái game, những cái app nặng hoặc là nó chạy mượt mà trong thời gian dài, thì đấy là nó liên quan tới con chip. Nhưng mà hãng đánh lừa người tiêu dùng ở cái chỗ là hãng chỉ có nâng cấp về cái tần số quét của cái màn hình, làm cho cái cảm giác của con người ta khi mà chạm vào nó phản hồi là rất là nhanh, rất là mượt mà. Nhưng khi mà chạm vào nó phản hồi xong, thì ví dụ như anh chị vào một cái game nặng đi, thì khi mà anh chị chạm vào anh chị thấy nó ăn liền, nhưng ngược lại khi nó vào game thì nó vào rất là chậm. Đấy cũng là một cái điều mà anh chị nên lưu ý. Là sao? Nghĩa là tần số quét trên màn hình nó chỉ giúp cho anh chị cảm giác á, là có cái cảm giác là cảm ứng nó nhanh hơn, nó mượt mà hơn trên cái màn hình thôi, chứ nó không thật sự làm cho cái máy anh chị nó chạy nhanh hơn khi mà anh chị thực hiện những cái tác vụ nặng, những cái tác vụ đòi hỏi, những cái đòi hỏi trên cái máy phải có cái cấu hình cao là không được. Nên là anh chị nên lưu ý ở cái điểm này, là đi mua máy mà anh chị cứ nhắm vào cái tần số quét màn hình càng cao càng tốt và bỏ qua cái con chip được trang bị, thì anh chị đang bị sai lầm và đang bị là các hãng đánh lừa ở đây. Đấy, ví dụ như con chip nè, ví dụ như đây là một cái tần số 90Hz chẳng hạn, và được trang bị con chip Snap 720 xem. Đấy, ví dụ như con này là được trang bị một con chip Snap 720 mà xem, là cái máy anh chị rất là tuyệt vời và chạy rất là mượt mà luôn, bảo đảm luôn. Thì riêng cái dòng này thì em nói sơ luôn, qua cái dòng mà tần số quét 90Hz mà con chip 720 á, là nó qua cái con Samsung A52 và A72 rồi. Đấy, thì cái con Samsung A32 và A72 đấy, em sẽ có một cái bài đánh giá sâu vào để cho anh chị xem là nó ngon và nó không ngon ở điểm nào cho anh chị xem. Đấy, và còn lại thì tất cả những cái chi tiết khác thì nói nôm na là rất là ok. Còn A32 này là nó rất là đáng mua so với con A32 5G. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó thanh mảnh, nó gọn hơn cái con A32 5G. Cái thứ hai là xài màn hình Super AMOLED và tần số quét trên màn hình Super AMOLED là nó rất là mượt.
đấy. Thì tất cả những con máy hiện tại mà bây giờ của Samsung mà được trang bị với cái giá mà tầm trên 4 triệu là đều có sạc nhanh hết rồi, nên anh chị yên tâm. Và thêm vào đó là anh chị nên lưu ý là những cái con Samsung đời mới như thế này thì nó chạy Android bao nhiêu, hoặc là hiện tại thì anh chị mua những cái điện thoại thì nó chạy Android bao nhiêu là hợp lý. Thì cái phần mềm trên Samsung hiện tại nếu mà anh chị nên mua đó, mua với cái giá mà tầm 4-5 triệu đổ lên đấy, hoặc là trên 3 triệu, thì anh chị tìm một con máy nào nó chạy được cái hệ điều hành Android mà Android 11 trở lên thì tốt. Thì hiện tại ở Việt Nam thì theo như em thấy được và em chính tay cập nhật phần mềm được lên Android 12 trên Samsung là những cái con Samsung dòng S21 và con Samsung Note 20 Ultra 5G ở Việt Nam là được lên Android 12. Còn những cái con Samsung kia thì hiện tại là em chưa thấy. Đấy, em chưa thấy lên được Android 12. Kể cả cái con này là con Z Fold 2 nè, nó cũng chưa lên được Android 12 nha anh chị. Nó vẫn là Android 11 thôi. À đây, em xin lỗi, nó được Android 12 rồi. Và bắt đầu nó được cập nhật từ từ rồi. Đây, và bây giờ em coi thử con Z Fold 3 coi. Coi nó đạt lên Android 12 chưa. Đây là con Z Fold 3 nha anh chị. Để em xem. Đây, hiện tại thì con này nó vẫn là Android 11. Và bây giờ em sẽ tiến hành tải và cập nhật cho anh chị xem. Và cách đây 2-3 hôm thì cái máy này em cập nhật qua đêm, nên là em quên ý là nó được lên Android 12 rồi. Là hiện tại là theo em được biết là nó đã được lên Android 12 ở thị trường Việt Nam. Đấy, và hiện tại thì Z Fold 3 cũng được lên Android 12 luôn. Thì đúng như dự đoán là qua năm mới 2022 thì Samsung đã từng cam kết sẽ lên hết những cái phiên bản mà One UI 4 này trên Android 12. Và sắp tới là Samsung sẽ ra luôn cái bản One UI 4.1. Đấy, là theo thông tin mà em đọc báo thì em sẽ thấy như thế. Đây, nó cập nhật Android 12. Và thêm vào cái nữa là cái máy này hiện tại đã được Android 12 rồi nè anh chị. Đây là một tin rất là vui. Và em xem con Samsung S20 FE này đã được lên Android 12 chưa. Hồi nãy thì em có một con Samsung em cập nhật phần mềm không được nữa. Đây là con S20. Anh chị chờ em trong giây lát, coi nó được lên Android 12 chưa. Thì anh hiện tại đó là anh đây, nó không còn cập nhật phần mềm được nữa, không có bản cập nhật mới. Và bây giờ em sẽ xem coi nó có phần mềm ở đây là bao nhiêu. Thông tin phần mềm. Đây, nó cũng được lên Android 12 rồi. Thì người dùng ở Việt Nam nên cập nhật lên tất cả những cái điện thoại của mình được hỗ trợ Android 12 cho nó mượt mà. Android 12 thì hiệu năng của nó sẽ được tăng lên đáng kể, và nó giải quyết được những cái độ trễ của cái Android 11. Đấy, anh chị nên cập nhật lên Android 12. Thì hiện tại là những cái dòng mà cao cấp của Samsung là đều được cập nhật lên Android 12 hết rồi. Nên anh chị qua video này thì em cũng vừa phát hiện ra là tất cả những cái con Samsung đã được cập nhật lên Android 12, và anh chị nên cập nhật lên là đối với những cái con Samsung cao cấp. Còn những cái con Samsung bình dân thì nếu mà chưa lên thì ngày mai em sẽ thử những cái con Samsung A71 cũng như là Samsung A52, A72 xem nó đã được lên Android 12 chưa. Đây là con máy xách tay. Đấy, con máy xách tay ở thị trường của Hàn Quốc. Và cái điện thoại này hiện tại là của bé Giang Huy, nhà em đang sử dụng. Là tên Giang Huy là thật ra là tên con em, còn em tên Hùng. Mong là các khán giả xem video này sẽ biết được chủ kênh Giang Huy 93 tên thật là Hùng chứ không phải là tên Giang Huy. Thì em sẽ cập nhật thử cho anh chị xem. Đấy. Rồi, quay lại cái vấn đề mà anh chị lựa chọn những cái chiếc máy cho mình, thì anh chị cũng vừa xem em nói là nên lựa chọn một cái con máy là nó có cái hệ điều hành là ít nhất là 11, Android 11 trở lên. Đây anh chị, và bây giờ nó đã cập nhật lên Android 12 nè. Đấy, đây là con Note Plus của Hàn Quốc. Và hiện tại là ai đang sử dụng những cái con máy cao cấp của Samsung thì nên cập nhật lên Android 12 để cho nó chạy được mượt mà. Thì cái quá trình cập nhật thì nãy em đã nói rồi. Trước khi cập nhật thì anh chị nên tắt máy khởi động lại, đóng hết những cái app đang chạy ngầm, kèm với đó là gỡ bớt, bỏ những cái ứng dụng không sử dụng. Sau đó anh chạy ghim máy của mình vào nguồn điện cho nó vừa sạc pin vừa cập nhật.
cho nó đủ điện, cho nó mạnh, cho nó mượt và nó ổn định. Bởi vì trong cái quá trình cập nhật thì nó cần một nguồn năng lượng rất là lớn để cập nhật phần mềm lên. Rồi, cái thứ em xin lỗi là em cũng không biết là nói tới cái thứ mấy rồi, nhưng mà cái em xin nói tới cái tiếp theo, đó là cái vấn đề mà anh chị mua một cái máy là ngoài thị trường nó phải thịnh hành, nghĩa là nó phải có linh kiện sửa chữa sẵn có, cũng như là chế độ bảo hành, bảo trì dễ dàng. Để chi? Để trong quá trình sử dụng, đôi khi mình lỡ tay, mình xui thôi, chứ không phải là mình nói cái vấn đề là mình tự nhiên mà mình bị hư hay là này nọ, là máy điện thoại vậy nó rất là khó hư. Nhưng lỡ mà mình đánh rơi hay là mình làm vỡ màn hình, hoặc là nứt kính, hoặc là mình trầy lưng mình muốn dọn mới, hoặc là hư chân sạc mình muốn thay chân sạc, hoặc là hư cái lo, hoặc là hư cái camera vân vân, thì mình có để mình thay liền, hoặc là mình dễ dàng thay thế với cái giá rất là hợp lý. Thì cũng tư vấn sơ cho anh chị là những cái con máy mà nó càng ở ngoài thị trường nó càng chuộng, thì những cái con đấy linh kiện của nó cực kỳ dễ kiếm và linh kiện cực kỳ rẻ so với những cái con máy khác. Thì anh chị cũng nên lưu ý cái vấn đề này giùm em, là nên mua những cái con máy mà nó dễ bảo hành, dễ tìm kiếm những cái linh kiện sửa chữa, cũng như là ngoài thị trường người ta xài nhiều. Đấy, anh chị đừng có chơi hàng độc quyền, chơi hàng độc quyền nó chỉ thiệt thân thôi. Nên là anh chị cũng nên lưu ý điều này. Và cái sau cùng là hiện tại là anh chị nên lựa những cái con máy có cái màn hình AMOLED để cho nó tăng nâng cao cái tính ổn định cũng như là hình ảnh trên cái màn hình là rất là sắc nét, là độ mạnh cũng giống như là cái độ hiển thị vô cùng tuyệt vời. Ví dụ như là mình lướt lâu ngày mình cảm giác là không có bị chán, nhàm chán, nó không có gỗ màn hình. Cái thứ hai là anh chị lựa những cái con mà có cái màn hình AMOLED thì lúc nào nó cũng được Full HD cộng, chứ không có cái con màn hình AMOLED nào mà nó chỉ dừng lại ở cái điểm ảnh là Full HD. Thì cuối video này Giang Huy xin tổng hợp lại cho anh chị xem một vài cái để cho anh chị biết là anh chị nên mua những cái máy như thế nào. Đây, thì em sẽ đặt cái tiêu đề là kinh nghiệm mua điện thoại. Đây, kinh nghiệm mua điện thoại, mua điện thoại rẻ mà ngon. Đấy, em bấm hoàn tất. Và bây giờ cái thứ nhất á, là anh chị nên lưu ý là anh chị chọn một cái máy. Đây, em sẽ cho anh chị những cái lưu ý mà anh chị nên quan tâm. Cái thứ nhất là giá, anh chị nhắm vào cái giá bao nhiêu. Ví dụ giá khoảng tầm 6,5 triệu. Đấy, giá 6,5 triệu thì mới, này là máy mới. Đấy, còn với những cái cấu hình máy của một con như thế này thì hiện tại giá của một cái con máy cũ như là thôi bây giờ em nói là anh chị mua một con máy mới 6,5 triệu đúng không? Rồi, đây là cái đầu tiên nên lưu ý. Và em đánh cái dấu em đánh cái hình mặt cười, cái màn hình trái tim đi. Đấy, rồi cái thứ hai, cái đầu tiên anh chị nên lưu ý nè, cái đầu tiên mà anh chị nên lưu ý là độ phân giải màn hình. Độ phân giải màn hình, đây là phải được Full HD cộng nha anh chị. Anh chị phải mua được cái màn hình Full HD cộng. Đấy, một là phải mua được cái màn hình Full HD cộng. Cái thứ hai là cái tần số quét nó phải tầm 60Hz trở lên. Tần số quét nè, 60Hz trở lên. Đấy, anh chị xem. Và cái tiếp theo đó là pin. Anh chị chọn pin, dung lượng pin thì tùy thích, nhưng mà pin 4-5 ngàn là đã ok rồi. Đấy, 4-5 ngàn, 4-5 ngàn miliampere giờ là ok. Và cái thứ tư đó là phải có sạc nhanh. Thì những cái con máy bây giờ đã có sạc nhanh hết rồi,
Nhưng anh chị lựa những cái con máy mà tầm 4 tới 6 triệu rưỡi, ven đây 4 đến 6 triệu rưỡi mà máy mới. Máy mới thì anh chị lưu ý nè, giá 4 tới 6 triệu máy mới, thứ nhất là anh chị chọn cái độ phân giải màn hình là phải được Full HD cộng. Cái thứ hai là tần số quét phải tầm 60Hz trở lên. Cái thứ ba, pin 4 tới 5 ngàn là ok. Bởi vì sao? 4 ngàn thì cưới rất là mỏng, gọn và rất là hài hòa. Nhưng những cái con đời sau này là như Samsung, như mấy con Samsung như A51 đồ đó, pin mặc dù có 4 ngàn thôi nhưng mà em thấy không hao pin, xài rất là ok luôn. Đây, em sẽ cho anh chị xem cái con A51 của em là hàng ngày em hay nghe nhạc nè. Pin của nó chỉ có 4 ngàn thôi. Đấy, mà nó không hao pin. Con này vì sao em để em nghe nhạc? Bởi vì đó, vì đi cái máy này cho khách hàng mượn, khách hàng làm rơi vỡ cái màn hình và nó bị sọc rồi. Đấy, anh che hết trên màn hình có cái sọc nè. Và em để em nghe nhạc luôn, em không hề sửa luôn. Rồi, phải có sạc nhanh ít nhất là 15W trở lên. Anh chị lưu ý, đây là một trong những cái mà anh chị nên làm và nên xem. Và hiện tại thì tất cả những cái con máy gần như là có hỗ trợ sạc nhanh hết rồi. Nhưng em cũng phải liệt kê vào để lỡ anh chị đi mua những cái con máy ở bên ngoài, nhất là anh chị ở những vùng nông thôn, thì ở vùng quê á, thì mình không rành. Những ông già, những cái người mà lớn tuổi, những cô dì chú bác thường hay bị các cái tiệm điện thoại nó bán cho những cái con máy là lâu đời, nhưng bán với cái giá là cao. Bởi vì nhìn mặt đặt tên, coi không rành thì bán thí, lâu lâu trúng kèo cái mập mình luôn. Đấy, và anh phần mềm, anh chị nào mà mua cái máy là phải xem cái phần mềm. Hiện tại là Android 11 trở lên, Android này 11 trở lên chứ không phải trở xuống nha anh chị. Đấy, những cái con anh và anh cũng, anh chị cũng nên lưu ý một điều là con Samsung Note 8, Note 9 hiện tại là nó sử dụng một cái phần mềm rất là thấp và nó không được cập nhật lên Android 12 đâu, nên là anh chị nên lưu ý. Rồi, thêm vào đó thêm một cái nữa là bảo hành và linh kiện sửa chữa. Đấy, linh kiện sửa chữa sẵn có, anh chị phải lựa những cái con máy mà ngoài thị trường nó chuộng linh kiện nè, sửa chữa sẵn có. Đấy, dễ dàng, dễ bảo hành sửa chữa, bảo hành thay thế. Đấy, rồi 6 cái rồi. Và đặc biệt là anh chị mua thì anh chị nên nhìn em liệt kê 6 cái mục như thế này là rất là ok rồi. Máy mới hay máy cũ không quan trọng, quan trọng là anh chị phải tìm được một nơi uy tín bán cho chị một cái con máy, thứ nhất chưa thay pin, cái thứ hai là màn hình phải còn zin, chưa ép kính. Em là người thợ sửa chữa hàng ngày và hiện tại là em có tới 3 người thợ ngồi sửa chữa riêng trong một phòng và thêm một anh quản lý. Đấy là điều phối luôn và làm rất là nhiều việc cũng như nhập hàng xuất hàng. Và em cũng là một người thợ rất là lâu năm và cái kinh nghiệm làm của em là trên 10 năm. Thì em xin chia sẻ với anh chị là cái điện thoại mà nếu như mà anh chị đi sửa mà ví dụ như anh chị hai cục pin mà cục pin không đúng chính hãng là xài không ngon. Đấy, cái thứ hai là cái máy mà nó ép kính rồi thì cái kính nó sẽ yếu hơn bình thường và nó không cứng và nó không bền như là cái kính zin của hãng nó làm. Đấy là một sự thật. Và khi em sửa chữa cho khách hàng thì em cũng nói thật vậy luôn, tại vì khách hàng làm hư khách hàng sửa thì khách hàng phải chịu, chứ không phải là em nói điêu hay là em nói dốc, mà là hư thì khách hàng, hư thì khách hàng phải chịu. Và khi khách hàng thay pin, ví dụ khách hàng giờ thay cục pin thì em nói với khách hàng là đây là cái máy mà hiện tại cục pin zin của nó không thể nào mua được, chỉ mua được cục pin linh kiện và xài, gọi là xài được chứ không phải là xài ngon. Nếu như đồng ý thì em thay, còn không đồng ý thì thôi. Em nói trước chứ không, em không giống như những cái cửa hàng khác mà cứ thay vào cái gì cũng nói đồ zin, cái gì cũng nói đồ zin, là em xin lỗi là không có.
Và hiện tại ví dụ như một cái màn hình, cái kính điện thoại Samsung của anh chị vỡ thì em ép lại cho anh chị thì ok, em có thể mua được cái kính zin, cái keo zin để em ép cho anh chị. Nhưng ngược lại khi ép xong rồi, cái chất lượng mà hoàn thiện 100% như của hãng là gần như không có, và nó chỉ đạt được cái độ tối đa của nó là 85-90% trên cái tiêu chuẩn của hãng đề ra, thì chỉ được vậy thôi. Đấy là sự thật mà em nói với anh chị, không đạt được chỉ số mà 95%, chứ đừng nói tới là 100%, chỉ đạt tối đa ở cái mức chuẩn nhất mà hiện tại làm có thể đạt tới là 90% là cái độ chuẩn. Rồi thì em thêm một mục cuối cùng nữa là chip. Đấy, cái con chip nó quan trọng, chip xử lý. Cái con chip xử lý nó quan trọng lắm nha anh chị. Nếu mà anh chị mua được một con máy nào mà chip tầm trung mà được, mà con chip 7 á, con chip 7, 720 cũng được, xài rất là ngon. Đấy. Còn nếu như mà như con A51 thì em cho anh chị xem nó sử dụng cái con Exynos như thế nào mà nó xài ngon nè. Như con A70 nó xài con chip 665 vậy chứ anh chị, xài rất là ngon, rất là mượt. Đây, con Samsung A51 nè. Em mở ra cho anh chị xem A51. Thì con A51 này nó sử dụng cái con chip là, để em xem cấu hình chi tiết cho anh chị xem. Đây. Đến bây giờ thì em đã hiểu vì sao mà con A51 này nó sử dụng mượt, là vì nó sử dụng con chip Exynos 9611. Những cái con Exynos đó, đầu 8 thì xài nó thật sự là được chứ nó không ấn tượng. Nhưng mà cái con Exynos mà 96, cái đầu 9, những cái con chip mà đầu Exynos đầu 9 này là nó xài rất là ngon. Bởi vì sao? Thứ nhất là Samsung nó đã tối ưu phần mềm trên cái con chip cũng như là thiết bị của hãng, để cho con chip này và cái phần mềm nó tối ưu với nhau nên là nó xài mượt. Cái con A51 hiện tại, anh chị nào mà sử dụng con A51 mà anh chị nói nó không mượt á, thì anh chị xem lại những cái ứng dụng mà anh chị cài trên máy có phải là ứng dụng khác hay không. Đấy, nhiều cái ứng dụng nó sẽ gây nên cái tình trạng là nặng máy, xung đột áp và làm cho cái máy rất là đơ. Còn lại những cái máy A51 còn lại là đa số khách hàng mà tới cửa hàng Giang Huy là phản hồi với Giang Huy là con máy này xài rất là ngon, với cái giá tiền như thế là xài rất là ngon. Và anh chị đặc biệt là lưu ý, con A51 là cái con đáng rất là đáng mua. Độ phân giải màn hình rất là tốt, và anh chị xem nó còn quay video được tới 4K. Đấy. Rồi thì quay lại cái vấn đề mà chip xử lý. Đấy, quay lại cái vấn đề là tư vấn cho anh chị mua cái con máy từ 4-6,5 triệu mà máy mới. Đấy, máy mới máy cũ thì tùy anh chị thôi. Ví dụ như hơn 4 triệu anh chị mua được con Samsung A51 rất là ngon. Đấy, ví dụ vậy. Hoặc là 4 triệu thì anh chị có thể mua được con A70. A70 thì nó xài chip Snap 665 thì rất là ok, với cái giá đấy rất là ok. Sạc nhanh thì 15-25W rất là chuẩn. Đấy, vân pin 4,5 thì xài rất là ngon, không có hao pin. Và đặc biệt là cái màn hình rất là to, và màn hình được đạt độ phân giải là Full HD cộng. Đó. Thì anh chị nào đang có ý định mua một cái con máy xài cho ngon thì anh chị nên chụp cái màn hình này lại để anh chị đi lựa một con máy y như thế này và anh chị xài ngon. Thì ví dụ như anh chị mua một cái con máy trên 4 triệu thì anh chị có thể mua được những cái con máy như là chip xử lý, là như chip xử lý mà nếu mà 665 nè thì là giá rẻ nè. Rồi ví dụ như là chip 665 rồi 662 cũng được. Đấy, với cái giá mà tầm loanh quanh 4 triệu, hơn 4 triệu mà anh chị mua được một con máy đời mới mà mới có 1-2 năm nay thì anh chị mua đấy 665, 662 nè. Và chẳng hạn như mà nếu mà anh chị may mắn thì mua được những cái con máy nó có con chip 720 thì quá tuyệt vời. Hoặc là Exynos nè, Exynos cái đấy, em gõ đại Exynos như thế. Ví dụ như Exynos đầu 9 nè, đầu 9 ví dụ như là đầu 9611 như hồi nãy là anh chị thấy đó. Đấy. Hoặc là rẻ rẻ thì Exynos đầu 8, hoặc là Exynos đầu 8. Đầu 8 ví dụ như 8XXX gì đó, vân vân. Thì giá rẻ rẻ thì anh chị mua như thế. Thì vì sao?
Vì thì anh chị mua những cái con chip như thế này thì nó mới xài ổn định được. Hoặc là cái con rẻ rẻ thì anh chị có thể mua được con chip B70, B80 gì đó. Em nói ví dụ thôi cho anh chị dễ hình dung. Còn nếu như mà anh chị mua một con chip B60 thì nó cũng hơi yếu. Đấy, xài nhiều thì hơi yếu. Thì cái RAM, cái chip chủ yếu là anh chị quan tâm là quan tâm cái RAM, cái chip. Chứ RAM thì tầm 6 đến 8 GB RAM nè. Đây, để em cho anh chị thêm cái 8 nữa đi. Đấy, bây giờ em cho anh chị xem là RAM. Đấy, 6 đến 8 GB là đủ dùng. Là đủ dùng rồi. Nên là anh chị mua máy anh chị lưu ý. Đây, thứ nhất là độ phân giải màn hình nè. Cái thứ hai là tần số quét. Cái thứ ba là pin 4 tới 5 ngàn. Cái thứ tư là phải có sạc nhanh. Và cái thứ năm là phần mềm là phải Android 11 trở lên. Cái thứ sáu là linh kiện sửa chữa sẵn có, dễ bảo hành thay thế. Thứ bảy là chip xử lý nè. Đấy. Cái thứ tám là RAM 6 và RAM 8. Đối với những con máy mà 4 tới 6,5 triệu là anh chị mua những cái con máy mới và như thế này là ok. Đó. Và anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh của Gia Huy để nhận được nhiều video hay, cũng như là sắp tới Gia Huy sẽ lựa chọn và nhập thật là nhiều máy Samsung từ công ty về bán cho anh chị. Và hiện tại thì điện thoại Oppo mà cái kênh YouTube của Gia Huy á, là khán giả về cái điện thoại Oppo rất là ít, cũng như là cái nhu cầu mua điện thoại Oppo rất là thấp, nên là Gia Huy không có làm nhiều về Oppo, mong anh chị thông cảm. Còn Gia Huy chỉ tập trung làm về Samsung. Sắp tới Gia Huy sẽ tập trung làm về iPhone nữa. Nên là anh chị có thể chụp cái màn hình này nè, và anh chị lựa một con máy hoặc là ưng ý để anh chị mua. Và cuối video thì em cũng khuyên anh chị là hiện tại là Samsung đã có bản cập nhật trên Android 10, cập nhật lên Android 12 trên những cái dòng điện thoại Samsung cao cấp của hãng, và anh chị nên cập nhật lên. Ví dụ như hiện tại là ai sử dụng những cái con Note 10 Plus thì anh chị nên cập nhật lên Android 12. Đấy, bây giờ là nó kêu là nâng cấp lên Android 12 nè. Đây anh chị xem. Thì bây giờ em sẽ nâng cấp cái máy này lên cho anh chị xem bằng cái cách là em sẽ đóng hết ứng dụng chạy ngầm. Đấy. Và hiện tại là không có ứng dụng chạy ngầm nữa. Rồi. Cái thứ hai là em sẽ xem trong đây có những cái app gì không. Đấy, em ví dụ như em coi những cái app mà con em nó tải linh tinh nè, rất là nhiều và không thật sự cần thiết thì mình gỡ bớt. Đấy, anh chị thấy những cái game hay là những cái gì đó mà không cần thật sự cần thiết thì anh chị nên gỡ bớt. Ví dụ vậy nè, anh chị gỡ bớt thấy không. Rồi, anh chị nên gỡ gỡ những cái gì đó mà anh chị thấy là không ưng bụng của anh chị, gỡ nó bớt đi. Sau đó anh chị tiến hành tắt máy khởi động lại. Rồi, và bây giờ nó tắt máy khởi động lại. Và bây giờ là chiếc máy nó đang khởi động lại. Đây anh chị xem. Chiếc máy này khi mà nó khởi nguồn lại thì anh chị làm gì với nó bây giờ? Cái việc đầu tiên khi nó khởi động lại là anh chị mở khóa màn hình ra. Để anh chị để cho nó load dữ liệu cho nó mượt. Đấy, anh chị bây giờ để cho nó load dữ liệu nè. Rồi. Cái tiếp theo mà anh chị nên làm đó là anh chị cắm nó vào nguồn điện. Đấy, anh chị thấy nó sạc pin nè. Anh chị cắm nó vào nguồn điện và anh chị không nên vội vã cập nhật phần mềm ngay. Đấy, anh chị cứ để cho nó một vài phút cho nó ổn định. Đấy, một vài phút cho nó ổn định, sau đó anh chị tiến hành cập nhật phần mềm bằng cách là có thể vuốt ở trên xuống hoặc là vào cài đặt nè, và mình chọn vào cái chỗ là cập nhật phần mềm. Đấy, và mình tiến hành bấm vào tải về và cài đặt. Sau đó ở đây nó hiện lên cái dòng cài đặt, lịch cài đặt và cài đặt ngay, thì mình tiến hành bấm vào cài đặt ngay. Đấy, đây nè, anh chị bấm vào cài đặt ngay giúp em. Và bây giờ anh chị chờ cho quá trình Android nó cập nhật thôi. Sau khi nó cập nhật lên Android 12, anh chị lại vào trong cái mục tải về và cài đặt xem nó còn cái bản cập nhật nào còn nữa hay không. Nếu nó còn cái bản cập nhật thì anh chị tiếp tục cập nhật tiếp.
Và một điều lưu ý đối với anh chị nào mà đã cập nhật lên Android 12, nghĩa là một vài ngày sau đó nó sẽ có thêm 1, 2, 3 cái bản cập nhật nhỏ nữa, anh chị vẫn phải cập nhật lên. Bởi vì em đã cập nhật lên con Samsung S21 Ultra của em rồi, và em biết được là nó sẽ có thêm một vài bản cập nhật nhỏ nữa, và anh chị luôn nên lưu ý là nhất định phải cập nhật. Và video đến đây là kết thúc. Gia Huy 93 xin chúc tất cả những cô dì chú bác cũng như là những anh chị, những khán giả thân yêu của kênh YouTube Gia Huy 93 thật nhiều sức khỏe và luôn ủng hộ kênh Gia Huy 93. Em xin chúc tất cả mọi người một ngày thật tốt lành.